Chào các bạn, Jolie đây. Thì hôm nay các bạn hãy cùng với Jolie á làm ca chân mày này là trên nền chân mày nguyên thủy. Và hôm nay Jolie sẽ tiến hành làm hair truck nha. Ở đây là Jolie có một bạn mẫu. Thì chân mày này là chân mày nguyên thủy. Các bạn hãy cùng xem hình ảnh trước khi làm. Đây. Đây các bạn sẽ thấy là chị này á là chân mày á là chân mày chưa từng làm gì. Jolie sẽ tiến hành là vẽ dáng, xong sau đó Jolie sẽ tiến hành ti sợi trực tiếp trên dáng chân mày này luôn. Tại vì chân mày của gương mặt của chị á là có cái phần mà khoảng cách hai mắt xa nhau, thì Jolie sẽ cho khoảng cách mắt gần nhau lại một xíu, và hai phần thái dương này của chị bị lõm, cho nên Jolie sẽ cho cái phần đuôi á nó dài hơn một xíu để tạo cảm giác hài hòa hơn so với gương mặt của chị. Đầu tiên Jolie sẽ đánh dấu từ khóe mắt và Jolie lấy lên nha. Đây Jolie sẽ được hai điểm đầu chân mày. Và sau đó Jolie sẽ lấy điểm đỉnh chân mày. Đỉnh chân mày sẽ từ cánh mũi, giữa mắt và Jolie sẽ được đỉnh chân mày. Và cánh mũi, đuôi mắt Jolie sẽ được đuôi chân mày. Và đối với bên còn lại Jolie sẽ sử dụng thước mỏ vịt để và để lấy điểm Jolie sẽ đánh dấu trên một đầu mỏ vịt. Và nếu như điểm các bạn lấy bị nhạt, các bạn có thể đánh dấu lại bằng cái nét chì. Nhớ căng da ra trong quá trình mà các bạn vẽ để nét chì nó được nhỏ và gọn hơn. Đối với bên còn lại, Jolie sẽ sử dụng là thước chỉ nha. Và Jolie sẽ đánh dấu trên một đầu mỏ vịt. Các bạn nhớ để cái thước chỉ nó song song, để nó không bị lệch điểm trong quá trình mà các bạn vẽ. Ở đây Jolie sẽ để dáng cong một xíu nha. Và Jolie đã được 3 điểm dọc mỗi bên và 3 điểm ngang mỗi bên. Sau đó Jolie sẽ tiến hành nối điểm lại. Điểm này sẽ từ đầu chân mày Jolie nối tới đỉnh chân mày. Và đỉnh chân. Và các bạn lưu ý ở một điều nữa, khi mà các bạn lấy điểm đuôi á, các bạn nhớ canh làm sao để chúng ta được hai đuôi để nó bằng nhau. Các bạn có thể canh bằng mắt. Và cái điểm đuôi này làm sao để nó không có bị thấp so với điểm đầu chân mày dưới này, nhưng mà cũng không có nên mà quá cao bằng với điểm khung trên là sai, tại vì khi đó đuôi chân mày sẽ bị vết. Cho nên các bạn sẽ tập nhìn bằng mắt để làm sao cái phần điểm của các bạn nó không bị quá thấp, cũng không được quá vết thì đuôi nó sẽ không được đẹp nha. Và sau đó Jolie sẽ tiến hành nối điểm lại. Đây. Và chúng ta sẽ làm tương tự cho bên còn lại. Sau khi mà Jolie đã nối được điểm ở phần khung bên trên, Jolie sẽ dùng thước, Jolie sẽ dùng cây chì đá và Jolie sẽ vẽ đối với phần điểm bên dưới. Và nhớ căng da ra trong quá trình các bạn vẽ, để nét của chúng ta nó nhỏ và nó mảnh. Đối với việc vẽ khung chân mày, các bạn lưu ý chúng ta chỉ vẽ khung thôi, tránh tình trạng mà tô màu bên trong. Và Jolie đã được vẽ xong một bên, và đối với bên còn lại Jolie sẽ làm tương tự nha. Rồi, và đối với bên còn lại Jolie sẽ làm tương tự. Và các bạn lưu ý, đối với bên này thì nó sẽ hơi ngược tay một xíu, các bạn nhớ đẩy nhẹ nét chì thôi và đi từng chút một. Sau khi đẩy nó chì, Jolie thấy nét nó hơi to nên Jolie sẽ chỉnh lại một xíu để dáng này nó không bị to hơn bên kia nha. Đối với dáng chân mày mà trên nền chân mày nguyên thủy này, các bạn lưu ý nên vẽ trước rồi hãy tém những sợi lông một ngoài chân mày. Sau khi vẽ xong thì Jolie thấy bên này của Jolie nó có hơi độ lượng hơn, nhưng bên này nó sẽ hơi bị thiếu nét ở phần bên dưới, thì Jolie sẽ chỉnh nhẹ lại để mà hai bên được giống nhau hơn nha. Các bạn cứ chỉnh từ từ, tại vì không phải là các bạn đi một nét thì nó được hai bên giống nhau. Các bạn cứ chỉnh nét từ từ. Và để dễ nhìn thấy dáng hơn, Jolie sẽ dùng dao lam tém những sợi lông mặt ngoài chân mày. Khi các bạn vẽ dáng chân mày á, cố gắng ôm vào những sợi lông nhiều nhất có thể và tránh tình trạng mà chân mày á, các bạn vẽ dáng quá cao, dáng quá thấp thì cũng sẽ không được đẹp nha. Và trong quá trình mà Jolie tém nét thì nét nó cũng sẽ hơi bị nhạt màu á, hoặc là bị mất nét thì Jolie sẽ chỉnh nhẹ lại nét. Để nét chì nhỏ thì các bạn lưu ý cho Jolie, các bạn khi mà các bạn vẽ, các bạn để nhẹ nét chì thôi,
Vì nét chiều các bạn nó sẽ nhỏ và nó sẽ mảnh, nó không có bị to. Rồi, sau khi mà Jolly vẽ xong thì các bạn cũng thấy là Jolly đã có một cái dáng chân mày tương đối rồi. Và dáng chân mày nó đã đều. Và với cách vẽ này á, thì cực kỳ nhanh luôn. Đây các bạn sẽ thấy là Jolly đã được một dáng chân mày nó đều như thế này rồi. Và dáng hai bên được đều nhau mà rất là nhanh, và tiết kiệm được thời gian các bạn vẽ. Rồi, chị sao Nương thử xem dáng về chân mày. Đây là chân mày này, đi theo khung xương của chị nha. Nhưng mà tại vì gương mặt của chị là gương mặt có gò má cao, gương mặt góc cạnh đó, và lại á, là hai đầu chân mày của chị nó tức là do cái khoảng cách mắt của chị á, nó bị cái gọi là nếp rẻ quạt đây nè, nó bị xa nhau cho nên á, để tạo khoảng cách là mắt nó gần nhau, nên sẽ vẽ dáng chân mày á, nó gần nhau một xíu để tạo cảm giác là chân mày nó gần nhau hơn, tức là cảm giác mắt nó gần hơn á. Với lại do gò má cao thì nên vẽ dáng cong đuôi bay hai bên dáng chân mày đều thì nó sẽ hài hòa hơn. Được chưa? Ổn rồi ha. Vì chân mày của chị sẽ tiến hành đi sợi nha. Đi sợi nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ bền và tự nhiên hơn đối với chân mày nguyên thủy. Ok ha. Được chưa? Và trước khi đi sợi, Jolly sẽ vẽ đường spine. Đối với ca chân mày hôm nay, Jolly sẽ tiến hành là đi sóng, tức là đi không tê. Và những sợi mà Jolly vẽ sẽ hơi lẹm khung cỡ tầm 1 ly. Và để cho sợi mềm mại và tự nhiên, Jolly sẽ cố gắng vẽ những cái sợi lông cho nó mềm, những cái sợi chính á, nó nằm hơn một xíu thì sợi lông nó sẽ mềm hơn nha. Khâu chia sợi chính này rất là quan trọng. Nếu như các bạn chia sợi không đều, khoảng cách to, khoảng cách nhỏ thì nó sẽ làm dễ bị những cái sợi của các bạn nó dễ bị rối. Với cách setup hôm nay á, Jolly sẽ setup giống như cái tư thế của người kỹ thuật viên trong quá trình làm nghề. Cho nên á, các bạn chú ý về những cái thao tác, về cái cách mà Jolly làm. Và sợi muốn cho sợi mềm, sợi lông nó mềm mại thì các bạn luôn luôn xếp sợi ở từ phần đuôi trước nha. Rồi và giờ Jolly sẽ tiến hành đi sợi đối với bên này. Jolly sẽ sử dụng là mực rai của Đức để Jolly tiến hành đi sợi, và Jolly sẽ đi màu dark brown. Giờ Jolly sẽ nối lại những ở phần đường spine này. Các bạn có thể đi chậm thôi để mà nét bám được chắc hơn. Và lưu ý khi các bạn đi sợi, các bạn nên đi kim màu xanh lá thì sợi các bạn sẽ nhỏ và mảnh hơn. Hiện tại Jolly đang sử dụng máy thần thánh để Jolly đi sợi nha. Thật ra đối với bài hair stroke này, quan trọng nhất vẫn là kỹ thuật thôi. Nếu như kỹ thuật các bạn tốt á, thì các bạn sẽ làm ra được cái tác phẩm rất là đẹp, chứ không phải là có máy tốt thì các bạn mới đi sợi được. Đây Jolly cũng sẽ làm một cụm hai sợi nó tách ra ở đường spine để tạo sự tự nhiên ở phần đuôi chân mày, để đuôi chân mày á, nó không bị quá bé. Có cụm sợi tách ra thì sợi lông nó sẽ tự nhiên hơn. Chị hơi chăm chích nhưng cũng không đau đúng không? Đi chậm thôi để nét bám được chắc hơn. Và ưu điểm đối với đi không tê thì các bạn cũng sẽ không sợ bị cháy tê, cũng không sợ bị hết tê trong quá trình mà các bạn làm. Và đối với màu không tê nó sẽ giữ màu tốt hơn. Và để kiểm tra thử khung đã bám được chắc chưa, Jolly sẽ lau. Sau khi mà Jolly đi một lần thì các bạn thấy là khung của Jolly đã bám hết hoàn toàn luôn. Đây. Và để màu bám chắc hơn, Jolly sẽ giảm lại trên phần sợi cũ để cái phần sợi á, được no mực. Và khi này các bạn đi sợi nào sẽ lau sợi đó để sợi lông nó được hoàn toàn no mực luôn nha. Nhớ căng da ra trong quá trình mà các bạn đi sợi. Sợi chính là sợi giúp cho các bạn giữ khung, cho nên nhớ đi thật kỹ sợi chính nha. Và các bạn lưu ý, các bạn đi dặm sợi nhiều lần, chứ không phải một lần các bạn đi mà nó đậm luôn á, là khi đó các bạn đang đi sâu kim, sợi nó sẽ bị tòe và dễ bị đổ xanh.
sau khi bông. Và ưu điểm của việc mà các bạn đi không tê như thế này là sẽ giúp cho cái phần sợi nó bám được tốt hơn sau khi bông luôn. Và nó cái phần dao các bạn đi nó sẽ không bị cứng, không bị nề. Và cái sợi mà nếu như các bạn đi được sợi không tê á, thì sợi sau khi bông nó sẽ nhỏ và nó mảnh hơn so với sợi có tê. Khi mà các bạn khắc sợi á, nó có vết thương hở trên bề mặt da thì khi đó các bạn mới cần ủng mật. Còn đối với đi sợi á, thì cái phần sợi nó không có cái phần vết thương hở ra, cho nên chúng ta cũng không cần ủng mật đâu. Đi sợi này các bạn đi thật chậm thôi thì sẽ giúp cho cái phần sợi bám chắc hơn. Trong quá trình các bạn đi cũng sẽ giúp giảm cái tình trạng đau của mẫu. Các bạn nhớ căng da ra nha, để da trùng đi nó sẽ không có nên. Da trùng đi cái sợi nó dễ bị to hơn, bị tùy hơn và dễ làm đau mẫu hơn. Hiện tại Jolie đang đi máy thần thánh khi màu xanh lá. Và Jolie chỉnh mức độ của máy là 3V. Jolie đang đi trên máy thần thánh. Đáng lẽ cái góc độ mà sợi ở phần bên trên này á, các bạn sẽ đứng ở phía bên trên á, trên trán của khách. Tuy nhiên là hiện tại là do Jolie ngồi cái góc độ camera đang xếp máy quay nên Jolie đi hơi ngược tay một xíu, nên Jolie mới có đi xấu, các bạn thông cảm cho Jolie nha. Rồi sau khi mà Jolie đi sợi chính xong thì các bạn thấy là lúc này những cái sợi á, chính đã rõ màu hết hoàn toàn. Và bây giờ Jolie sẽ tiến hành là đi sợi phụ nha. Đây các bạn sẽ thấy rất là rõ ở phần sợi chính này, giữ nguyên dáng nguyên khung. Các bạn nhớ học thuộc cái phần mà nguyên tắc sắp sợi đối với hair crop nha. Đây, đầu tiên Jolie sẽ đi cái phần sợi nó dính vào sợi chính. Đây. Và sợi này nó phải đậm từ phần đường ở chỗ dính sợi á, là ngay chỗ phần sợi chính nha. Và nó nhạt màu từ từ. Các bạn phải hiểu rõ nguyên tắc là chỗ nào đậm, chỗ nào nhạt để các bạn nhắn màu cho chính xác. Và sợi tiếp theo sẽ nghiêng hình chữ S và bắt vào sợi vừa rồi các bạn đi. Nếu như Jolie đánh dấu sợi chính là sợi thứ nhất thì sợi bắt vừa rồi mà Jolie có bắt vào sợi chính là sợi số 2, và sợi số 3 sẽ là bắt vào sợi số 2. Rồi xuống, mình xuống đi chị. Và giờ Jolie sẽ cho các bạn xem kết quả sau khi làm xong như thế nào nha. Đây, Jolie sẽ cho các bạn xem từng bên để các bạn có thể thấy rõ hơn. Vì sợi lông của chị hai bên mọc không có giống nhau, cho nên cũng nhìn cũng tương đối, nhưng mà đảm bảo thì những sợi lông sẽ rất là tự nhiên luôn. Đây các bạn sẽ thấy là những cái sợi lông á, Jolie đi nó giống như cái sợi lông thật. Và đối với trong mày này, Jolie đang xếp sợi được spy 3, là được spy nó sẽ ra ở phần phía đuôi nha. Đây các bạn sẽ thấy là những sợi lông nó sắc nét, nó tự nhiên, nó hài hòa, nó mềm mại, chứ nó không có bị cứng, nó không có bị thô tẹo nào. Và các bạn cùng xem đối với bên chân mày còn lại luôn nha. Và ca này Jolie đi hoàn toàn là không tê. Đây các bạn sẽ thấy là đối với ca chân mày á, này Jolie đi á, nó rất là tự nhiên, sợi lông mềm mại. Và ở phần phía đuôi các bạn sẽ thấy là Jolie có đi hai cụm tách ra, tức là một cụm nó sẽ gồm hai sợi và nó sẽ tách ra ở phần đường spy để tạo phần đuôi chân mày nó được tự nhiên hơn, nó được mềm mại, nó được sắc nét hơn. Đây các bạn sẽ thấy rõ với phần đuôi này nha. Cái khung xương của chị hai bên không đều ở ngoài, nhìn đều đúng không? Cho camera nhìn không đều, thấy không?
Đó. Này cho chị soi gương này. Nó ngồi thấy đều không? Nó ngồi thấy đều đúng không? Mà vô camera nhìn nó lệch. À, thật ra là như vậy, Jolie cũng đã bị mấy ca như vậy rồi. Tức là ở ngoài nhìn cực kỳ đều luôn, bong ra cũng rất là đều. Nhưng mà do khung xương hai bên không đều của mẫu á, cho nên tạo cảm giác rằng là các bạn nhìn vào trong camera nó không có đều á. Là do vấn đề về khung xương thôi. Chứ thật ra ở ngoài nhìn cực kỳ đều và tự nhiên luôn. Đây, cho chị xem soi gương này. Thấy nó nhìn ở ngoài đẹp hơn trong hình đúng không? Thấy sao? Thấy ở ngoài. Là cảm nhận của chị sau khi làm xong như thế nào? Dạ em thấy ưng ý. Ưng ý đúng không? Dạ. Có đau trong quá trình làm không chị? Dạ không. Không đau đúng không? Dạ. À, chị có thấy chân mày của chị nó đều không? Dạ thấy đều. Đẹp hơn trong YouTube đúng không? Đúng rồi. Ở ngoài nhìn sợi cực kỳ sắc nét và tự nhiên luôn. Các bạn sẽ thấy là thật ra là do vấn đề khung xương á của mẫu hai bên nó không giống nhau, cho nên các bạn sẽ thấy là cảm giác nó có cái độ lệch hơn. Nhưng mà ở ngoài á, mẫu thấy cũng rất là đều luôn. Rồi liệt bị mấy ca như vậy, cho nên các bạn hiểu là vấn đề là do khung xương nha. Tại vì con người mình á, khi mà các bạn nằm á, nó cũng sẽ có cái độ, cái các bạn hay ngủ nghiêng qua một bên thì nó cũng sẽ làm cho khung xương trục mắt của mình lệch hai bên không giống nhau, cho nên á, khi mà các bạn nhìn vào camera nhìn nó sẽ hơi tương đối, nhưng ở ngoài á là cực kỳ đều và tự nhiên luôn. Các bạn sẽ thấy là hai bên dáng chân mày á nó đều, sợi lông nó tự nhiên và nó sắc nét, bong ra nó còn tự nhiên hơn rất là nhiều nữa.